Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em chương 1 về rủ đồ chạy giải thực. Thì đầu tiên ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản. Thứ nhất là khái niệm về phương pháp tổng quát để giải một bài toán trên máy tính. Thì ta sẽ đi xác định bài toán. Bước thứ hai, ta sẽ đi xác định cấu trúc dữ liệu để mô tả bài toán. Bước 3, ta sẽ đi xây dựng thuật toán. Bước 4, soạn thảo văn bản chương trình, kiểm tra và hoàn thiện chương trình. Thì đây chính là bốn bước cơ bản để mình giải một bài toán trên máy tính. Và mỗi bài toán đều có thể diễn đạt theo một cái sơ đồ như sau, tức là từ A tôi sẽ suy ra được B. Trong đó được định nghĩa như sau đây ha các em. A chính là giả thiết, điều kiện ban đầu hay thông tin đã cho. B chính là kết luận và mục tiêu cần đạt khi kết thúc bài toán. Còn dấu suy ra nữa chính là dấu suy luận nè, tức là giải đáp cần xác định để có được kết quả từ B đã có A. Rồi xác định bài toán có nghĩa là xác định A, B nếu có thể thì xác định luôn các bước thực hiện để đi được từ A đến B. Đây cũng khái niệm thứ hai đi ha. Rồi cái bài toán trên máy tính á, thì ta sẽ có A gọi chính là đầu vào, B chính là đầu ra, và dấu suy ra đây chính là chương trình máy tính cho kết quả B với đầu vào A. Nhưng mà khi thực tế nhiều cái thông tin của A, B ta sẽ khó xác định rõ ràng đầy đủ. Rồi dấu suy ra thường không được nêu một cách minh bạch. Bây giờ tôi sẽ lấy một số ví dụ để mình thấy được điều này ha. Thì trước tiên đó chính là ví dụ cho phép giải phương trình bậc hai cộng c bằng không. Do đó đầu vào có thể tôi chính là gì? A, B, C và đầu ra tôi chính là x. Và x đây chính là nghiệm của phương trình. Rồi ví dụ 2, giả sử người A có một số tiền đem gửi tiết kiệm lãi suất tháng là anh L, hỏi sao T tháng thì A có bao nhiêu tiền, biết rằng cứ 3 tháng tiền lãi được cộng vào gốc. Người ta sẽ thấy gì đây? Trước tiên mình sẽ có cái đầu vào như là tiền nè, ít tiền nè đem gửi nè. Rồi cái đầu vào thứ hai là mình sẽ có gì đây? Lãi suất. Và đầu vào thứ ba chính là gì đây? T tháng. Và đầu ra mình chính là gì đây? Tiền thôi, số tiền mình sẽ gửi vào gửi tiết kiệm sau bao nhiêu tháng đó, thì tiền mình sẽ cộng lại được bao nhiêu, thì hãy hỏi ra mình chính là tiền. Rồi tôi ví dụ thứ tư đi, ví dụ thứ tư nhìn vô đây phải không? Hãy xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ và kết quả học tập của sinh viên. Thì mình thấy sao? Đầu vào là hồ sơ sinh viên, nhưng mà hồ sơ sinh viên lúc này á gồm những thông tin nào? Ở đây chưa rõ những thông tin nào. Và kết quả học tập của sinh viên, như vậy bây giờ kết quả học tập của về sinh viên mình sẽ là những môn học nào, và sinh viên này thuộc chuyên ngành nào, đúng không? Thì ví dụ 4 này sao, ta sẽ thấy trường hợp như là ta sẽ khó xác định được anh A và anh B. Thì có những trường hợp sao A B mình sẽ khó xác định được đầu vào đầu ra. Rồi dấu mũi tên ấy, thường nó không được, dấu mũi tên suy ra thường nó không được minh bạch đây hả các em. Rồi khái niệm kế tiếp ta sẽ đi về lập trình máy tính. Lập trình máy tính gọi tắt là lập trình nghệ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Rồi thuật toán là tập hợp hữu hạn các chỉ thị được định nghĩa rõ ràng nhằm giải quyết một bài toán cụ thể nào đó. Rồi các tính chất của thuật toán á, và khi ta xây dựng một cái thuật toán thì ta sẽ đảm bảo những cái tính chất sau. Thứ nhất là tính chất chính xác nè, thì quá trình tính toán hay thao tác trên máy tính thực
Hiện là chính xác. Phải đảm bảo chính xác đi ha. Giả sử bây giờ tôi viết một cái Google giải thực của cái anh chương trình trễ đi, trễ 1 giây thì phải đúng cho tôi 1 giây. Mình 1,1 hoặc là 0,8 không chấp nhận được đi ha, phải thỏ chính xác rồi rõ ràng nữa. Như vậy bây giờ cái chương trình tạo trễ thì gồm những câu lệnh nào minh bạch hay không được sắp xếp theo một thứ tự nhất định, rồi tính khách quan. Tính khách quan thì cũng quan trọng đó các em. Thì như thế này đây, tức là tôi viết trên máy tính của tôi thì đã chạy được rồi, chính xác rõ ràng rồi. Nếu mà tôi copy xuống máy các em sao cũng phải chạy giống kết quả như nhau trên mọi máy tính hoặc là gì đây, có thể là hệ tuần hành khác nhau đúng không, nhưng mà giải thực tốt thì có thể chạy ra kết quả là như nhau. Phổ dụng khách quan này ha. Rồi tính phổ dụng có thể áp dụng cho một lớp các bài toán có đầu vào tương tự nhau. Giả sử bây giờ tôi lấy một cái chương trình trễ 1 giây đi, sau này tôi muốn phát triển lên nó không phải 1 giây nữa, 10 giây, 20 giây thì về sao cùng là thời gian trễ, do đó có thể tôi sẽ chỉ cần thay đổi nhỏ một cái thông số nào đó thì tôi sẽ ra được cái bài toán trễ cho 10 giây, 20 giây. Rồi tính kết thúc nè, mình biết là hữu hạn các bước tính toán. Chương trình mình làm gì đó sao hữu hạn các bước tính toán thì phải kết thúc, phải dừng lại, dừng lại đây ha. Khi gặp khi mà mình vẽ cái thuật toán đi thì mình phải đảm bảo cho tôi 5 cái tính chất như sau. Rồi khái niệm kế tiếp là các em sẽ đi vào Google giải thực. Như vậy bây giờ giải thực là một trình tự thực hiện công việc nào đó. Google chính là sự biểu diễn đồ họa của giải thực. Rồi Google chứa các ký hiệu biểu diễn các bước của giải thực. Rồi mỗi một ký hiệu biểu diễn một hoạt động. Các em sẽ nhớ định nghĩa đây ha. Rồi khi mà nói Google giải thực đó các em thì mình sẽ gặp những cái cấu trúc tuần tự này. Hôm qua thầy cũng nhắc cấu trúc tuần tự, tức là mình có 5 cái bước từ bước 1 cho tới bước 5 thì anh này sao thực hiện 1 2 3 4 5 hết rồi mình trả về. Rồi cấu trúc thứ hai các em sẽ gặp như là cấu trúc lựa chọn, lựa chọn một công việc nào đó để thực hiện căn cứ vào một điều kiện nào đó. Tức là bây giờ muốn giả sử bây giờ từ 1 sang 5 đi phải không? Tôi muốn 1 sang 5 thì tôi sẽ có một cái điều kiện. Nếu mà đúng điều kiện thì tôi sẽ nhảy tới 5, còn không thì sao? Tôi cho nó thực hiện từ 1 cho đến 5 chẳng hạn. Rồi cấu trúc lặp đây các em, thực hiện lặp lại một công việc căn cứ vào một điều kiện nào đó. Mình muốn lặp được hay không? Không, mình phải thỏa. Đó. Bây giờ anh này có thỏa điều kiện hay không? Rồi khi mà vẽ lưu đồ giải thực các em sẽ thông qua một số ký hiệu thông dụng. Thì đầu tiên ta sẽ thấy đây chính là hình ellipse đại diện cho khối bắt đầu và kết thúc chương trình. Cái khối thứ hai đó chính là nhập xuất, nhập xuất nhập vào từ bàn phím, xuất ra từ màn hình chẳng hạn. Cái khối thứ ba là điều kiện gẽ nhánh đây ha, đây chính là hình thoi này, hình thoi. Mình khi sử dụng điều kiện thì các em sẽ vẽ hình thoi này nha. Rồi cái khối thứ tư đó chính là hình chữ nhật đại diện cho công việc. Mình có công việc A, công việc B đó, mình sẽ vẽ cái khối hình chữ nhật. Rồi khái niệm kế tiếp ta sẽ đi về lập trình máy tính. Lập trình máy tính gọi tắt là lập trình nghệ thuật cài đặt một hoặc nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với nhau bằng ngôn ngữ lập trình để tạo ra một chương trình máy tính. Rồi thuật toán là tập hợp hữu hạn các chỉ thị được định nghĩa rõ ràng nhằm giải quyết một bài toán cụ thể nào đó. Rồi các tính chất của thuật toán á, và khi ta xây dựng một cái thuật toán thì ta sẽ đảm bảo những cái tính chất sau. Thứ nhất là tính chất chính xác nè, thì quá trình tính toán hay thao tác trên máy tính thực hiện là chính xác. Phải đảm bảo chính xác đi ha.
Giả sử bây giờ tôi viết một cái Google đồ giải thực của cái anh chương trình trễ đi, trễ 1 giây thì phải đúng cho tôi 1 giây. À, mình 1.1 hoặc là 0.8 không chấp nhận được đi ha, phải thỏa cũng chính xác. Rồi rõ ràng nữa. Như vậy bây giờ cái chương trình tạo trễ thì gồm những câu lệnh nào minh bạch hay không được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Rồi tính khách quan. Tính khách quan thì cũng quan trọng các em. Thì như thế này đây, tức là tôi biết trên máy tính của tôi thì đã chạy được rồi, chính xác rõ ràng rồi. Nếu mà tôi copy xuống máy các em sao cũng phải chạy giống kết quả như nhau trên mỗi máy tính hoặc là gì đây, có thể là hệ tuần hành khác nhau đúng không, nhưng mà giải thực tốt thì có thể chạy ra kết quả là như nhau. Phổ dụng khách quan này ha. Rồi tính phổ dụng có thể áp dụng cho một lớp các bài toán có đầu vào tương tự nhau. Giả sử bây giờ tôi lấy một cái chương trình trễ 1 giây đi, sau này tôi muốn phát triển lên nó không phải 1 giây nữa, 10 giây, 20 giây thì về sao? Cùng là thời gian trễ, do đó thể tôi sẽ chỉ cần thay đổi nhỏ một cái thông số nào đó thì tôi sẽ ra được cái bài toán trễ cho 10 giây, 20 giây. Rồi tính kết thúc nè, mình biết là hữu hạn các bước tính toán. À, chương trình mình làm gì đó sao hữu hạn các bước tính toán này phải kết thúc, phải dừng lại. Dừng lại đây ha. Khi khi mà mình vẽ cái thực toán đi thì mình phải đảm bảo cho tôi năm cái tính chất như sau. Rồi khái niệm kế tiếp là các em sẽ đi vào Google giải thực. Như vậy bây giờ giải thực là một trình tự thực hiện công việc nào đó. Google chính là sự biểu diễn đồ họa của giải thực. Rồi Google chứa các ký hiệu biểu diễn các bước của giải thực. Rồi mỗi một ký hiệu biểu diễn một hoạt động. Các em sẽ nhớ định nghĩa đây ha. Rồi khi mà nói Google giải thực các em thì mình sẽ gặp những cái cấu trúc tuần tự nè. À, hôm qua thầy cũng nhắc cấu trúc tuần tự, tức là mình có 5 cái bước từ bước 1 cho tới bước 5 thì anh này sao? Thực hiện 1, 2, 3, 4, 5. Hết rồi mình trở về. Rồi cấu trúc thứ hai các em sẽ gặp như là cấu trúc lựa chọn. Lựa chọn một công việc nào đó để thực hiện căn cứ vào một điều kiện nào đó. À tức là bây giờ muốn giả sử bây giờ từ 1 sang 5 đi phải không? Tôi muốn 1 sang 5 thì tôi sẽ có một cái điều kiện. Nếu mà đúng điều kiện thì tôi sẽ nhảy tới 5, còn không thì sao? Tôi cho nó thực hiện từ 1 cho tới 5 chẳng hạn. Rồi cấu trúc lặp đây các em, thực hiện lặp lại một công việc căn cứ vào một điều kiện nào đó. À, mình muốn lặp được hay không? Không, mình phải thỏa. Đó. Bây giờ anh này có thỏa điều kiện hay không? Rồi, khi mà vẽ lưu đồ giải thực các em sẽ thông qua một số ký hiệu thông dụng. Thì đầu tiên ta sẽ thấy đây chính là hình ellipse đại diện cho khối bắt đầu và kết thúc chương trình. Cái khối thứ hai đó chính là nhập xuất. Nhập xuất nhập vào từ bàn phím, xuất ra từ màn hình chẳng hạn. Cái khối thứ ba là điều kiện gẽ nhánh. Đây ha, đây chính là hình thoi này, hình thoi. Mình khi sử dụng điều kiện thì các em sẽ vẽ hình thoi này ra. Rồi, cái khối thứ tư đó chính là hình chữ nhật đại diện cho công việc. À, mình có công việc A, công việc B đó, mình sẽ vẽ cái khối hình chữ nhật. Rồi, cái hình kế tiếp đó chính là gì đây? Cái đường mũi tên. Đường mũi tên chỉ đường đi. À, từ A sang B đi như thế nào thì mình sẽ dùng cái mũi tên. Rồi chương trình con. Chương trình con thì cũng giống như cái hình chữ nhật bên đây ha. Nhưng mà cũng là sao ta sẽ quy đẩy thì chương trình con nó có thêm cái gì đây? Hai cái gạch đầu. Tức là cái công việc mình nhiều quá. Nhiều quá thì mình không thể để công việc A, B, C không, thì có thể gọi gom chung nó chính là chương trình con. Và cái hình sau cùng là hình tròn. Hình tròn. Đây chính là điểm nói liên kết. Tức là giả sử bây giờ tôi lưu đồ các em vẽ hai trang đi, hai trang mà em không có hình tròn này đại diện ra thì qua trang mới á, người ta sẽ đọc đây chính là một lưu đồ thứ hai. Vậy đó để mình nói kết lưu đồ đi ha. Thì bây giờ tôi sẽ chỉ xuống hình tròn này, trang A, hình tròn trang B thì lúc này sao?
hai mưu đồ mình ở hai nơi thì, nhưng mà giả kiểu là một một này ha. Rồi các bước xây dựng chương trình, nhắc là các bước xây dựng chương trình đây, mình sẽ xác định được vấn đề này thông qua cái bài toán hoặc chính là yêu cầu của khách hàng. Sau đó mình sẽ tiến hành lựa chọn phương pháp giải, rồi mình sẽ đi xây dựng thuật toán thuật giải, có thể biểu diễn như là ngôn ngữ tự nhiên nè, lưu đồ nè, sơ đồ khối hoặc là mã giả. Sau đó mình tiến hành cài đặt chương trình, tức là bây giờ mình sẽ biểu diễn bằng lưu đồ đi, phải không? Bằng lưu đồ nè, thì mình sẽ ngồi mình viết code trên máy tính thì cũng gọi là cài đặt chương trình. Sau đó mình sẽ tiến hành hiệu chỉnh, và trong quá trình hiệu chỉnh thì á, thì có thể như mình sẽ gặp như là lỗi cú pháp này, cú pháp chương trình mình dùng cú pháp không đúng, hoặc là lỗi ngữ nghĩa. Và ngữ nghĩa thì liên quan tới gì vậy đây? Mình đưa ra hướng giải quyết bài toán không tốt. Và nếu mà hiệu chỉnh chương trình xong ấy, thì ta sẽ thực hiện chương trình. Có thể là các em cho nó chạy một cái chương trình trên máy tính hoặc